kính chào các bạn quay trở lại với kênh Bếp Cô Minh. Từ bữa đến giờ rồi thì nhà nào cũng có bánh trung thu nè, ai cũng thưởng thức rất là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay cô Minh sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người đó là một cái món chè hạt sen long nhãn cho thanh mát cơ thể nha. Để nấu món chè hạt sen long nhãn thì mình sẽ cần đó là nhãn, hạt sen, đường phèn và một ít xíu đường cát trắng. Nhìn nguyên liệu thì rất là đơn giản, nhưng mình làm sao để có chén chè vừa đẹp mắt nè mà lại vừa ngon miệng nữa nha. Đầu tiên thì bắt đầu là cái phần hạt sen, là mình sẽ phải mua những loại hạt sen già, thì khi đó cái phần sen này nó mới bở và lúc đó mình ăn nó sẽ ngon hơn là nếu mình mua chúng những loại sen non, thì nó làm cho cái phần nồi chè của mình nó sẽ không có được bở cái hạt sen mà nó sẽ bị sượng không ngon. Và mình sẽ bắt cái nồi nước sôi lên như vậy. Khi nước sôi thì bắt đầu mình sẽ cho cái phần hạt sen vô. Thì khi mình bỏ vào trong đây như vậy thì mình sẽ để với lửa nhỏ thôi để cho hạt sen của mình nó vừa chín mềm mà nó không có bị nát cái phần hạt sen ra. Rồi bước kế tiếp thì mình sẽ phải nấu một nồi nước lên và mình sẽ nấu nước đường. Thì nấu nước đường để nấu những loại chè mà mình cần cái độ thanh mát thì mình sẽ tính tỷ lệ cứ là 1 lít nước thì mình sẽ tính là 100g đường. Mình có thể sử dụng bằng đường phèn hoặc là đường cát trắng tùy ý. Ở đây ngày hôm nay thì cô Minh đang sử dụng đó là đường phèn. Cái phần đường phèn này thì thường ở trong nó sẽ có những cái sợi chỉ ở bên trong. Thì mình sẽ phải nấu nó lên và mình lượt qua rây để ra những cái sợi chỉ đó ra nha. Phần nước đường này thì mình nhớ là mình sẽ nấu nước sôi lên rồi bắt đầu mình mới cho đường vô, chứ mình không nên để phần nước lạnh mình cho vô, để tránh tình trạng những ai nấu nước đường không quen thì hay bị tình trạng bị lại đường, hoặc là mình nấu mình thấy là sao nó lâu tan quá với cái lượng nước như vậy. Thì đây là của mình cứ để nước sôi như vậy, mình thả đường vô là một cái cách nấu an toàn nhất cho tất cả loại nước đường nha. Rồi bây giờ thì cái phần nước đường và hạt sen mình đã đặt lên bếp rồi, thì một cái phần mà quan trọng nhất trong cái món chè này là mình sẽ phải tách cái hột nhãn này ra, làm sao mà cái cơm của cái trái nhãn nó vẫn phải còn nguyên. Bắt đầu thì bây giờ cô Minh sẽ làm cho mọi người cùng xem nè. Mình sẽ lấy một cái con dao mũi nhọn nhỏ như vậy và bắt đầu mình sẽ tách vào trong cái phần trái nhãn. Mình tách nhẹ như vậy nè, chứ mình không lột ra hết, tại vì khi mình lột ra hết á thì cái phần nhãn của mình lát hồi mình sẽ cầm ở trên tay nó dễ bị chảy nước nè, cũng như là cái phần cơm nhãn nó dễ bị nát ra, nên là mình sẽ làm như vậy nha. Đó, mình tách cái vỏ khoảng chừng 1/2 trái thôi. Và mình dùng cái mũi dao nè, mình đi nhẹ ở trên phần cái phần trắng trắng như vậy để mình lấy cái phần hạt nhãn nó ra khỏi cái chỗ này. Mình lấy cái phần hạt nhãn ra. Đây, cái cơm nhãn mình lấy nó như vậy, còn nguyên xi nè. Rồi mình cứ làm như vậy cho đến khi hết cái phần nhãn của mình nha. Khi lựa nhãn để làm những cái món chè như vậy thì mình sẽ lựa những cái nhãn, ví dụ như là nhãn Bắc, nhãn Thái, thì cái trái nhãn nó sẽ nhỏ, nó không, cơm nó không có quá nhiều và nó cũng không quá to. Thì khi đó mình bỏ những cái hạt sen vô thì nó sẽ vừa ôm quanh cái hạt sen, nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mình lấy những trái nhãn ví dụ như là nhãn da bò thì hoặc là nhãn xuồng, cơm vàng, cơm trắng thì nó bự đẹp, nhưng mà khi mình vô cái nồi chè của mình đó thì nó lại không được thanh, nó quá to so với lại cái hạt sen đó thì nó lại không đẹp. Nhãn của mình đã lột xong hết rồi nè. Bây giờ mình kiểm tra xem là cái phần hạt sen của mình nó đã mềm chưa nha. Rồi, hạt sen như vậy là đã mềm hết rồi. Khi mình nấu hạt sen thì cái điều quan trọng nhất là mình sẽ phải nấu khi nước sôi để lửa nhỏ thôi, để cái hạt sen của mình nó chín nhưng mà nó không bị nát ra, và cái nước nó sẽ vẫn còn trong nha. Cái lượng nước ở trong cái phần này mình không bỏ đi mà mình sẽ để chung vào trong cái nồi nước đường này của mình. Lát cái nồi nước đường này của mình cũng sẽ lượt lại qua rây để bỏ hết những cái sợi chỉ ở bên trong. Rồi hạt sen thì khi đã bỏ ra đây rồi, mình sẽ lại ướp vào một ít đường để cho hạt sen được ngấm đường và ngon hơn. Rồi cái nồi nước này lát mình sẽ cho chung vào lại ở trong cái nồi nước đường của mình. Bây giờ thì của mình sẽ lấy một cái chảo nè. Mình sẽ cho hết tất cả cái phần hạt sen vô đây. Và mình sẽ cho vào đây cái phần đường. Rồi mình để tí xíu cho cái phần đường nó thấm vào trong hạt sen và mình cho một tí xíu nước. Rồi mình nấu sôi lên với lửa thiệt là nhỏ để cho cái phần đường nó rút hết vào trong cái hạt sen nha. Khi cái phần đường nó tan ra và mình sẽ mở bếp lên
cho cái phần đường nó rút hết vào trong hạt sen. Trong thời gian này thì mình sẽ vớt những cái cọng chỉ ở trong cái nồi nước đường này của mình ra nè. Phần đường đã rút hết vào trong cái phần hạt sen như vậy rồi. Bây giờ thì của mình sẽ cho vào đây chờ nó nguội. Và mình sẽ cho nó vào trong từng cái trái nhãn nè. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình sẽ cho những cái hạt sen vào trong đây như vậy. Mình bỏ như vậy cho đến khi hết cái phần hạt sen. Với cái món chè hạt sen này mà những ai mà mất ngủ thì mình sẽ dùng những cái món chè này rất là tốt. Các bạn biết không, khi mình nấu những cái món chè như vậy thì sen nó rất là tốt cho sức khỏe. Từ tim sen, hạt sen, lá sen cho đến ngó sen người ta đều sử dụng và đều có là những bài thuốc hết. Bây giờ thì cô Minh sẽ cho cái phần nước mà lúc nãy mình đã nấu cái hạt sen cho nó mềm đó, mình sẽ bỏ vô đây để cho cái phần nước của mình nó được thơm hơn. Vẫn phải nhắc lại cho các bạn về cái phần nước, mình tính làm sao cái tỷ lệ nước ở trong này của mình là 100g đường thì sẽ tỷ lệ với 1 lít nước. Cái nguyên liệu ngày hôm nay thì cô Minh đang sử dụng là 3 lít nước cho tất cả một cái công thức như vậy nha. Phần hạt sen mà mình đã nhồi vô đây rồi thì còn dư thì mình cũng cứ bỏ vô đây. Cái phần nồi hạt sen cũng như là đường nó đã sôi lên như vậy rồi thì bắt đầu cô Minh sẽ cho hết tất cả những cái phần nhãn mà mình đã nhồi hạt sen riêng thêm vô đây. Bây giờ mình chỉ cần để sôi lại và mình để cho thật nguội. Món chè này mình để ăn lạnh rất là mát và rất là ngon. Khi đó thì cái phần trái nhãn mình ăn nó sẽ có một cái độ giòn ngon hơn là lúc mình ăn nóng nha. Bây giờ cái phần chè nè nó cũng đã sôi lên rồi, của mình tắt bếp và mình sẽ múc ra chén nha. Chỉ cần một ít thời gian thôi thì mình đã có những chén chè thanh mát cho gia đình của mình. Hãy cùng vào bếp với cô Minh nấu món chè hạt sen nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp cô Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.